Rồi, mến chào kênh LTK, mến chào cô chú anh chị em mọi miền Tổ quốc ha. Em tên là Tấn, địa chỉ của em là cái sách Sóc Trăng. Cũng chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ nhiệt tình những các clip vừa qua ha. Rồi hôm nay em có về ba cây mì quế với một số chôm chôm với nhãn lông với dâu xanh ngọt nha bà con. Rồi số điện thoại Zalo của em là 0375 717174 Zalo nha bà con. Rồi đầu tiên số 1 là phôi mì quế. Cái này nó cũng đệm được hai nước dây nha bà con. Đây cũng rất là đẹp nha. Rồi, chiều cao luôn. Cái này nó đang nụ bông rất là mạnh nha bà con. Chiều cao là 90. Tán ngang là 100. Hoành là 29 bà con ơi. Đó chính em 29 hoành nha. Đó. Rồi đây cái vị trí này nữa. Rồi vị trí bà này là 38 hoành nha bà con. Rồi cây mã số 1 này giao lưu với giá 1,5 triệu nha bà con. Bao ship toàn quốc nha. Rồi đổi luôn. Bánh này. Rồi tiếp tục là mã số 2. Cũng là cây nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Rồi chiều cao là 1m8 bà con ơi. Tán ngang cũng 1m8 luôn. Đây là một cốt lắc lượng rất là đẹp nha bà con. Rồi để tiến hành đo hoành cho bà con luôn. Hoành vị trí này là 32 bà con ơi. 32 hoành. Rồi mã số 2 giao lưu với giá 1,5 triệu luôn bà con ơi. Bao ship bao sống cho bà con luôn nha, 6 tháng. Rồi, đổi luôn. Cha bỏ đi, qua đây nè. Có hai người rồi. Sửa lại cái dở lên này. Rồi tiếp tục mã số 3 cũng là nguyệt quế nha bà con. Chiều cao là 1m7 bà con ơi. Tán ngang là 1m7 luôn. Có cây cũng một cốt lắc lượng nha bà con. Hoành là 36 vị trí này bà con ơi. Rồi mã số 3 giao lưu giá 1,6 triệu luôn bà con ơi. Cũng bao ship bao sống 6 tháng luôn nha. Rồi xuống luôn. Hả? Hồng không? Rồi tiếp tục mã số 4 là một cây chôm chôm thái nha bà con. Chôm chôm thái em về cũng được 6-7 cây nha. Chiều cao là 109. Hoành là 39 bà con ơi. Đó, cây rất là duyên dáng bà con, lắc léo nha. Rồi mã số 4 này giao lưu với giá 1,5 triệu luôn bà con ơi. Hàng này em cũng bao ship bao sống 6 tháng luôn. Rồi xuống luôn. Dạ cái hàng này nó sung cây lại là nó mau có trái lắm nha bà con. Dạ cây này thì nói chung thì mình chăm sóc tùy theo cái kỹ thuật của mình nha. Trồng mình chăm sóc tốt là cây nó cho trái sớm nha bà con. 6 tháng đến 1 năm là cho trái à. Rồi mã số 5. Chiều cao là 120. Hoành là 34. 34 hoành nha bà con. Cao 120. Cái nồi đế đặt nó rất là đẹp nha bà con. Nồi đế đặt nó là 120. Rồi mã số 5 này giao lưu với giá là 1,8 triệu luôn bà con ơi. Rồi xuống luôn. Đợi lại đi. Nặng lắm.
Rồi tiếp tục là mã số 6 bà con ơi. Nó hơi nghiêng nha bà con. Chiều cao là 105. Hoành là 52 bà con ơi. 52 hoành. Cao 105. Rồi mã số 6 này giao lưu với giá 2.8 triệu bà con ơi. Bao sống 6 tháng bao ship luôn nha. Rồi, đổi luôn. Đó kìa. Rồi, mã số 7 là một cây dáng bay nha bà con. Rồi lọt à, lọt à. Rồi đấy là chiều cao cho bà con xem nè. Chiều cao là 89. Chiều bay là 109 nha bà con. Hoành là 62. 62 hoành. Đó, cây bay rất rất là đẹp nha bà con. Rồi cây mã số 7 này giao lưu giá 2.4 triệu bà con ơi. Cái này tại vì nó có cái khuyết điểm đây là chủ nhà người ta đôn á, thì nó bị lũa nhưng mà giờ nó đá nha bà con. Giờ đục xử lý keo cho bà con là bao lành nè. 2.4 triệu mã số 7 chùm chùm thái nha bà con. Rồi đổi luôn. Xuống đây luôn. Số 8 này nè, đây nè, đây nè. Rồi, đánh luôn. Rồi, tiếp tục mã số 8 cũng là phôi dáng bay nha bà con. Cái này rất là đẹp nha. Rồi, nó chiều cao luôn. Chiều cao là 114 bà con ơi. Hoành là 53. 4953 bà con ơi. Đo trên eo nè. Chiều bay cho bà con luôn. Chiều bay là 114 luôn. Rồi mã số 8 giao lưu với giá 3.2 triệu bà con ơi. Bao sống 6 tháng bao ship cho bà con nha. Rồi đổi luôn. Số điện thoại giao lưu em là 0375717174 nha bà con. Tục mã số 9. Mã số 9 là cây chôm chôm lắc. Rất là đẹp nha bà con. Cây lắc lượng rất là khéo nha. Củ đế nôm luôn. Chiều cao là 104. Hoành là 54 bà con ơi. Vị trí này. Củ nở này, củ nở nó là 72 nha bà con. Rồi mã số 9 này giao lưu giá 3 triệu luôn bà con ơi. Rồi xuống luôn. Đầu luôn đi. Xích vô em lỏng lên. Cái này nặng. Rồi tiếp tục mã số 10 bà con ơi. Cái này đế đặt kẹo luôn. Cái này lắc múa cũng dữ lắm nha bà con. Đây cành lực lớn luôn. Rồi chiều cao là 110. Hoành là 56 bà con ơi. Vị trí này 56 hoành. Củ đế rất là đều đẹp nha bà con. Rồi mã số 10 này giao lưu giá 3.2 triệu luôn bà con ơi. Bao sống 6 tháng bao ship nha bà con. Rồi đổi luôn. Vô lỗ luôn. Rồi hồi sửa xong. Cái này lên nổi không? Cái này lên nổi. Bảo đảm với bà con là bầu đất zin không nha bà con. Vú sữa nha bà con. Vú sữa lò gan.
cây rắc lượng rất là khéo nha bà con. Rồi mã số 11, chiều cao là 102, hoành là 73, vị trí này 73 hoành đế đều 4 mặt nha bà con. Rồi mã 11 này giao lưu với giá 4,2 triệu bà con ơi, bao sống 6 tháng bao ship cho bà con luôn nha. Đó. Rồi đổi luôn. Rồi xúc luôn. Rồi đổi đi. Rồi tiếp tục mã 12. Mã 12 là một thôi vú sữa lò gèn luôn nha bà con. Hỏi luôn, để đây đi, lắc hết nổi rồi. Cây bầu đất viên rất là nặng. Chiều cao là 1m3. Hoành là 78 nha bà con. Đó, chiều cao 1m3, hoành 78, tổng nồi đế 200 nha bà con. Vú sữa lò gèn. Rồi mã số 12 giao lưu với giá 5,5 triệu luôn bà con ơi. Cũng bảo hành 6 tháng bao ship cho bà con luôn nha. Giá này làm tính vô tiền ship hết nha bà con. Cái này tiền ship là không rớt 1,5 triệu nha bà con. Bấm dừng đây. Lên luôn hả? Rồi tiếp luôn. Rồi tiếp tục mã 13 là nhãn lông nha bà con. Nhãn lông, lông nhãn nha. Cây này nó chín, trái chín rất là thơm nha bà con. Rồi chiều cao. Chiều cao là 69. Hoành là 94 nha bà con, vị trí này. 94 hoành. Đó, cây sống khỏe nha bà con. Ra tược hết. Rồi mã số 13 giao lưu giá 3,1 triệu bà con ơi. Bao sống 6 tháng cũng bao ship cho bà con nha. Rồi xuống luôn. Rồi mã 15. Ủa 14 bà con ơi. Mã 14 là một con nhãn lông nha. Bay lắc rất là đẹp nha bà con. Đó, cây rất là khéo. Đánh giọng chữ C bay rất là đẹp. Rồi chiều cao bà con nha. Chiều cao là 118. Chiều bay là 1m5 nha bà con. Hoành là 78 bà con ơi. 79 yếu tính 78 nha. 78 hoành. Cây nó già nù bú lắc léo rất là đẹp nha bà con. Rồi mã 14 giao lưu giá 4,2 triệu bà con ơi. Hàng này em cũng bao ship cho bà con toàn quắc nha, bảo hành 6 tháng nha bà con. Đó, mua hàng ở bên em là lúc nào cũng bao ship chân nha. Rồi đổi luôn. Trả lại chỗ cũ không? Ra đó đi. Giờ cây bầu đất vinh cây nặng lắm bà con ơi, bốn người khiêng mà muốn không nổi luôn. Rồi mã 15 cũng là nhãn lông nha bà con. Đó, cây lắc lượng rất là đẹp nha, lắc múa. Chiều cao là 140 nha bà con. Rồi hoành là 80. Đó, xem một vòng cho bà con nha. Hoành 80, chiều cao 130. Rồi mã số 15 này giao lưu với giá 3,9 triệu bà con ơi. Em cũng bao sống 6 tháng bao ship cho bà con luôn nha. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0375717174 Zalo nha bà con. Rồi tiếp tục là mã 17 cũng là nhãn lông nha bà con.
chiều cao là 170, chiều bay nhánh này là 120. Đo quạnh nữa đó nha bà con, quạnh là 117 nha bà con, vị trí này cũ của nó ở dưới này là 130 nha bà con, 130. Tổng đế nó là 200, 250 nha bà con. Rồi mã 17 này em giao lưu giá 5,9 triệu bà con ơi, cũng bao ship cho bà con nha, bao sống 6 tháng luôn. Cái này bà con muốn gùng lại lùng lực cũng vẫn chơi được nha bà con. Nãy mã 15, ngày 16 trả lại 16 rồi bà con ơi, nhảy qua bên kia hết số rồi, nhưng mà mình vẫn có cây 16 nha. Chiều cao là 150, là nguyên con thú nha bà con, như cá sấu nằm nha. Hoành là 84, đó, 84 hoành như một con thú nè con. Qua mặt này quay nó có hai cái chân rất là đẹp, đánh giọng chữ C rất là đẹp nè. Rồi khỏe luôn, cây nó nặng quá, nặng mà con ơi, không có lên bàn quay nổi nên quay để dưới đất nha bà con. Đó là mặt này là như một con thú, đưa hai cái chân nằm nha bà con, có đuôi rồi luôn nha. Rồi mã 16 này giao lưu với giá 4,6 triệu bà con ơi, em cũng bao sống 6 tháng, bao ship toàn quắc cho bà con ha. Mua cây bên em là em bao ship cho bà con toàn quắc ha bà con. Đó, rất là đẹp, tại vì nó nhảy số mới 15, mình nhảy qua 17, giờ mình trả lại 16. Rồi tiếp tục qua mã số 18 bà con ơi, cũng là một cây nhãn lông. Đúng rồi, quay qua mặt này một cái nè, quá trời nặng bà con ơi, có cần cung cấp thêm hình ảnh chi tiết video thì em cung cấp nha bà con. Số Zalo em là 0375717174 nha bà con. Rồi quay trở về bán cái nữa đi. Rồi vậy được rồi, cái này có chiều cao là 1,5 m nha bà con, chiều bay nhánh này là 100, cạnh bên đây cũng 100 luôn bà con ơi. Cái này nó như một con thú nha bà con, dồn lại rất là đẹp. Tổng hoành của nó nha, tổng hoành thân chính của nó là 115 bà con ơi. Nó cái mình bên đây thân đại diện nó 62. Cái này là nhãn lông luôn nha bà con, mã 18 em giao lưu giá 5,2 triệu luôn bà con ơi, cũng bao ship toàn quắc luôn nha, bao sống 6 tháng luôn. Rồi tiếp tục mã 19 là dâu xanh ngọt nha bà con, cái này cũng khá là nặng nên lên bàn quay không nổi, để dưới đất nha bà con. Chiều cao là 1,5 m, hoành vị trí là 90 nha bà con, nó thoát lên gan nha, thoát lên gan tay là hoành 90 nha. Đó, đánh đổi dưới này cái cho bà con coi hai vị trí, còn ở dưới này là 110 bà con ơi. Mã số 19 là dâu xanh ngọt nha bà con. Rồi mã 19 này giao lưu giá 3,8 triệu luôn bà con ơi, hàng này em cũng bao ship bao sống cho bà con 6 tháng luôn nha. Rồi tiếp tục là mã 20 cũng là dâu xanh ngọt luôn, chiều cao là 140 bà con ơi, hoành vị trí này là 94 hoành, đế nó là đặc sệt cái bầu luôn nha bà con, tổng nồi đế nó là 250 nha, chiều cao 140 hoành 94. Rồi mã 20 này giao lưu giá 4,000 bà con ơi, mình anh em ôm nè, 4,000 nha, cũng bao ship toàn quắc luôn, bao sống 6 tháng rồi bà con ơi. Rồi tiếp tục là mã 21 cũng là dâu xanh ngọt luôn, được 4 cây dâu xanh ngọt nha bà con. Bà con chốt 4 cây thì em thương lượng giá lại nha bà con. Chiều cao 140, mã 21. Hoành vị trí này là 118 bà con ơi. 118 hoành.
eo của nó là 110. Rồi mã 21 này giao lưu với giá là 3,9 triệu luôn bà con ơi. Cũng bao sống 6 tháng, bao ship toàn quốc cho bà con nha. Đó, bậu nồi đế em ôm một ôm nha bà con. Rồi tiếp tục là mã 22 cũng là dâu xanh ngọt nha. Cây này một cốt dáng trực cũng rất là đẹp nha bà con. Rồi chiều cao là 144. Hoành là 95. Tổng nội đế nó là 250 nha bà con. Rồi mã 22 này là em giao lưu với giá 4,2 triệu bà con ơi. Cũng bao ship bao sống 6 tháng nha. Đó. Nồi đế em ôm một ôm nha bà con. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của clip nha bà con. Cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con ha. Rồi mến chào bà con. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0375 717174, số đó cũng xài Zalo nha bà con. Rồi mến chào bà con.